Sau đây chúng em xin trình bày sản phẩm của chúng em. Hiện nay cát sau khi được khai thác thường lẫn nhiều tạp chất, đất đá có kích thước lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình xây dựng. Để khắc phục, đa số hộ dân thường sử dụng các phương pháp thủ công để sàn cát. Nhưng những phương pháp này vừa tốn nhiều thời gian, công sức, hiệu quả công việc không cao, chất lượng cát không tốt. Chính vì những lý do trên nên chúng em đã nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị sàn và phân loại cát dùng trong xây dựng với mục đích giảm bớt sức lao động của con người, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng của các công trình xây dựng. Trong khi thực hiện, chúng em đã đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau: làm thế nào để làm sạch cát nhanh nhất, trong thời gian nhanh nhất, giảm bớt sức lao động của con người? Làm thế nào để phân ra được nhiều loại cát khác nhau sử dụng trong các công việc khác nhau trong xây dựng? Có thể tạo ra một thiết bị có thể sàn phân loại cát được hay không? Nếu có thì cấu tạo và nguyên lý làm việc của nó như thế nào? Thiết bị có khả năng tự động được hay không? Sau khi chế tạo, thiết bị có khả năng hoạt động theo yêu cầu đặt ra hay không? Với mong muốn thiết bị sàn phân loại cát dùng trong xây dựng có cấu tạo đơn giản, hiệu quả công việc cao, có khả năng tự động hóa quá trình đưa cát lên bằng hệ thống mang tải, có thể sàn loại bỏ đất đá có kích thước lớn và phân loại được các miệng dùng để tô và ốp lát. Về cấu tạo thiết bị của chúng em gồm hai bộ phận chính là bộ phận sàn phân loại cát, gồm có các máng. Máng trên dùng để loại bỏ đất đá và tạp chất có kích thước lớn. Máng dưới dùng để lọc ra các miệng dùng để tô và ốp lát. Đất đá và cát sẽ được ra ngoài theo các máng. Và bộ phận băng tải gồm có giá đỡ, dây tải và 10 mút cát. Cơ cấu truyền động gồm có các bu ly và dây đai, có bánh đà và thanh truyền. Về nguyên lý hoạt động, khi động cơ điện làm việc thì trục 1 quay, làm trục 2 quay và bánh đà quay. Từ đó, hai sàn 1-2 chuyển động thực hiện chuyển động tĩnh tiến thực hiện sàn và phân loại cát. Đồng thời khi trục 2 quay thì trục 3 quay và con lan gắn với trục 3 quay. Dây tải chuyển động nhờ ma sát và các mút cát thực hiện hoạt động mút cát đưa lên sàn để phân loại cát. Sau khi thực hiện nghiên cứu thì thiết bị của chúng em có thể tự động đưa cát lên bằng hệ thống băng tải. Đất đá có kích thước lớn sẽ bị loại bỏ, cát sẽ được phân loại ra thành cát có kích thước lớn dùng để xay và các miệng dùng để tô và ốp lát. Và qua thời gian nghiên cứu của chúng em từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chúng em đã chế tạo ra được mô hình sàn, thiết bị sàn và phân loại cát dùng trong công trình xây dựng. Theo yêu cầu đặt ra, thiết bị có những điểm mới như có thể có khả năng tự động hóa, giảm bớt sức lao động của con người, hai sàn có thể sàn cùng một lúc và sàn và bỏ được đất đá có kích thước lớn và lọc sàn ra được các miệng dùng để tô ốp lát. Chúng em hy vọng rằng sản phẩm với ý tưởng sản phẩm này của chúng em có thể giúp ích cho mọi người đỡ tốn công sức lao động ra trong quá trình thực hiện sàn và phân loại cát trong công trình xây dựng. Cát được các bút cát đưa lên qua máng đổ xuống sàn trên. Đất đá và các tạp chất có kích thước lớn thì bị loại bỏ theo máng ra bên ngoài. Dùng để tô thành ốp lát, còn đây là cát xay. Sản phẩm từ cái sàn trên lọc ra là rác và đất đá có kích thước lớn. Sàn dưới có thể lọc ra cát có kích thước lớn dùng để xay. Và đây là các miệng dùng để tô hạt ốp lát. Đây là sản phẩm của chúng em. Cảm ơn ban giám khảo đã lấy nhiệt.
không nói.